Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021 tại xưởng chế tác đá Mỹ Nghệ Anh Quân Ninh Bình. Thì mình xin được giới thiệu đến mọi người một cái mẫu mộ đá granite xanh do đá Mỹ Nghệ Anh Quân mới thiết kế và đi vào sản xuất. Thì chúng tôi đang làm xong phần thô rồi, thì hôm nay đến phần mài tinh đã xong. Nhưng mà mình muốn làm một cái video này để quay cho mọi người xem, để mọi người có một cái nhìn, một cái cảm nhận về những cái sản phẩm đá, mộ đá granite xanh nguyên khối, nó giá trị và nó đẹp như thế nào. Đây là cái mẫu mộ thứ nhất này. Đấy. Cái ngôi mộ này ấy, thì là nó có kích thước là rộng 1m07, dài 1m73 và cao 1m47. Được chế tác từ 5 viên đá. 5 viên đá này thì là có một viên đế này. Đây, viên đế này là một chất liệu đá granite xanh. Nó có kích thước là rộng 1m07, dài 1m73 và dày 15cm. Viên thứ hai là viên thân này. Đây, viên thân này cũng là viên granite xanh này, nguyên khối. Có kích thước là rộng 81, dài 1m33 và dày 31cm. Rất là giá trị. Viên đá thứ tư là cái viên thứ ba là viên bài vị, có thể gọi là cái bài vị đi. Thì cũng là một cái viên đá liền nguyên khối dày 12cm. Và hai viên còn lại đó là viên đá granite đen Ấn Độ này và cái bia. Thì mình muốn kết hợp giữa hai cái loại đá granite xanh của Việt Nam và đá granite đen của Ấn Độ vào để nó tạo một cái điểm nhấn, tạo một cái sự khác biệt. Thì trông ngôi mộ nhìn nó đẹp hơn, trang trọng hơn. Và mình muốn dành hai cái vị trí, hai cái viên đá mà viên đá bia này, viên đá bia và viên đá thân mộ này bằng đá granite đen Ấn Độ, thì nó tạo một cái điểm nhấn. Và do cái độ bóng của nó cao thế nên là nhìn nó rất là sang. Đây, đây là phía mặt sau của ngôi mộ nhá. Phía mặt sau của ngôi mộ. Cái đá granite xanh này thì là đá tự nhiên khai thác tại Thanh Hóa, Việt Nam. Rất là đẹp. Đây là vân tự nhiên hết. Vân tự nhiên. Nhiều người hỏi là tại sao cái vân này có phải là do mình vẽ vào không? Không phải đâu các bạn. Cái này là vân tự nhiên nhá. Đây, em đứng ra em nhìn xa ra cho các bác nhìn nhá. Cái mẫu mộ này rất là đẹp. Nhưng mà để lắp được một cái ngôi mộ như thế này thì đòi hỏi là cái khuôn viên, cái vị trí lắp nó phải tương đối thuận lợi một chút. Tức là xe cẩu này này, nó phải vào tận nơi. Tại vì một ngôi mộ này là nặng hơn 2 tấn. Thế nên là không vận chuyển theo phương pháp thủ công được. Mà phải có xe cẩu vào, hoặc là cái đường nó phải rộng khoảng tầm 1,5 m. Thì sẽ đưa con robot, cái con robot màu vàng đấy, nó sẽ vào rồi nó cẩu ra, nó lắp được. Nếu không là rất là khó thi công. Thế nên là các bác mà muốn đặt mộ đá granite nguyên khối này, các bác cũng phải khảo sát xem là cái vị trí đường vào của khu lăng mộ nhà mình có thuận lợi hay không thì mới lắp được. Hiện tại thì cái ngôi mộ này thì mình mới làm xong được khoảng tầm 80% thôi. Hôm nay thì anh em sẽ tiến hành đánh bóng nốt, mài bóng, sau đó là cuốn ni lông và bàn giao cho khách hàng tại công trình. Cái mộ đá granite xanh này nó có một cái ưu điểm đây này, các bác nhìn thấy là cái đá này là màu xanh tự nhiên của nó. Nó rất là đẹp và nó có vân. Đấy, những cái vân này nó đẹp lắm. Đây là những cái vân tự nhiên, những cái hoa văn tự nhiên. Vì là đá tự nhiên mà lại làm rất là dày, thế nên là cái độ bền yên tâm tuyệt đối. Độ bền có thể nói là vĩnh cửu. Tất nhiên là quy luật của vật là thành trụ hoại không, thì mọi vật đều không tránh khỏi được cái quy luật đó. Nhưng mà những cái sản phẩm mộ đá granite như thế này thì nó có thể nói là cái thời gian trụ của sản phẩm, tức là thời gian tồn tại của sản phẩm nó rất là lâu, nếu mà nó không chịu những cái tác động bất thường của môi trường. Đây, rất là giá trị. Cái mẫu mộ thứ hai này là mẫu mộ vuông. Cái mộ vuông này thì là thiết kế theo ý tưởng của bác chủ nhà đưa ra. Đấy, nó cũng được thiết kế là gồm 4 viên. Thì cái thân mộ này ạ, là đây các bác nhìn này, cái thân mộ này là không đưa đá granite đen vào mà làm liền bằng chất liệu đá xanh granite xanh này. Đấy, nó rất là đẹp. Mỗi một mẫu thì nó có một cái ưu điểm riêng. Cái phần mà lõm khoét vào này để cho ảnh vào nhá, cái ảnh thì buộc phải làm bằng gốm, làm ở trên bát tràng ấy, sau đó là về khoét thủng đá ra như vừa rồi và cho vào. Ở đây cái bia này là rời nhé các bác nhé. Cái bia này này nó có một cái mộng là cái mộng to lắm, nó cắm từ cái thân bia này xuống cái thân mộ này, nó rất là chắc. Đấy. Sau khi mà làm xong thì mình sẽ quay một cái video sản phẩm hoàn thiện để cho các bác xem. Đấy, các bác mà có nhu cầu tư vấn Về những cái sản phẩm lăng mộ đá granite này thì các bác có thể điện trực tiếp cho em theo số điện thoại ở trên màn hình ấy, thì em sẽ tư vấn giúp các bác để các bác lựa chọn được những cái sản phẩm nó chất lượng nhất, tốt nhất. Đây là xưởng chế tác đá này. Giờ này thì anh em người ta chưa đến, thế nên là xưởng nó đang khá yên tĩnh. Các bác xem video này chất lượng âm thanh nó hơi bị ồn, tại vì xưởng của em là nó ở gần đường, thế nên là nó nhiều cái tạp âm, thì các bác thông cảm cho em nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ những cái sản phẩm của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân Ninh Bình. Chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bác.